Chào các bạn, video này tôi xin giới thiệu với các bạn phần 1 trên tổng số 2 phần của cái quy trình kiểm tra đầu cao cuối cao của xe máy xúc thủy lực PC 800 đến 850 -8 của Komatsu hoặc -8R1 hoặc -8R, chúng đều như nhau. Mời các bạn đón xem. Về quy trình thì các bạn sẽ kiểm tra vòng quanh xe theo hướng như sau. Đầu tiên chúng ta sẽ kiểm tra ở phần gầu trước và chúng ta sẽ quay sang đến phần bên trái, bên phải, và chúng ta lên phần ắc quy và chúng ta kiểm tra phần lốc, và cuối cùng chúng ta vào trong các pin. Đó là toàn bộ cái quy trình chúng ta thực hiện. Đầu tiên chúng ta kiểm tra ở khu vực cần boom trước đó, cũng như là khu vực gầu, xem xi lanh của cần boom có bị rò rỉ dầu mỡ hay không, xi lanh của gầu có bị rò rỉ mỡ hay không, xi lanh của am có bị rò rỉ mỡ hay không. Đối với gầu thì các bạn kiểm tra là các răng gầu có bị long, bị lỏng hay không, có chốt bị gầu lỏng hay không, gầu có bị nứt vỡ gì hay không, cũng như là các ắc của vú mỡ của gầu cả đã bơm đầy đủ hay chưa. Nếu chưa thì các bạn cần phải bơm lại, cũng như là xi lanh gầu các bạn cũng phải kiểm tra xem dầu có bị rò rỉ hay không. Sau đó thì chúng ta nhìn lên phía trên này, cần boom, xi lanh của boom, các đường ống, xem tio, có bị rò rỉ gì bất thường hay không. Các bạn nhớ là các bạn dùng có một cái rẻ sạch, đồng thời một cái búa dạng như búa chim để gõ để các bạn kiểm tra, cũng như là chúng ta kiểm tra bằng mắt thôi. Sau đó thì chúng ta sẽ quay sang phần các bạn nhìn lên một lần nữa, kiểm tra các ắc vú mỡ của gầu cần, xi lanh, đầu xi lanh có bị rò rỉ dầu hay không. Một lần nữa các bạn. Tiếp theo các bạn kiểm tra ở phần phía trước của xe. Ở đây các bạn kiểm tra xem có dầu rò rỉ gì bất thường hay không, các vú mỡ có được bơm đầy đủ hay không. Nếu không thì các bạn phải bổ sung bơm vào. Riêng đối với vú mỡ quay toa thì 100 giờ các bạn mới phải bơm một lần. Còn các vị trí ở ắc cần thì các bạn hàng ngày các bạn phải bơm. Các bạn chú ý. Đối như vậy chúng ta sẽ xong kiểm tra ở phần phía trước. Chúng ta sang đến phần xích, cũng như là phần như các bạn ở đây kiểm tra phía trước của xe. Các bạn mà kiểm tra mà các bạn để bẩn như này thì không bao giờ chính xác được. Mặc dù phía trên thì có thể chấp nhận được, ok được. Đó, không chính xác được đúng không ạ? Rất là bẩn. Cầm xe cũng như vậy, không thể chính xác được khi các bạn kiểm tra như này làm sao. Tiếp theo các bạn kiểm tra ở phần bên giải xích bên trái của xe. Ở giải xích này thì các bạn kiểm tra bu lông tắc kê có bị nong hay không, bằng cách các bạn gồng búa gõ nhẹ vào. Các bạn kiểm tra xem ga lê đỡ có bị chảy dầu hay không. Các bạn nhìn ở mặt trong, mặt ngoài ga lê ti có bị chảy dầu hay không. Các bạn nhìn mặt trong, mặt ngoài, cũng như là chuyển động cuối có bị chảy dầu hay không, các bạn cũng nhìn mặt trong, mặt ngoài. Như vậy đối với việc kiểm tra giải xích ở bên trái, các bạn nhìn thấy là khi mà các bạn kiểm tra mà bẩn như này ấy, thì không thể được đúng không ạ? Các bạn phải vệ sinh. Đấy, đây là cái nếu kiểm tra ở giải xích bên trái thì các bạn kiểm tra như này thì không bao giờ chính xác được. Đó. Như vậy các bạn phải vệ sinh trong trường hợp này, không bao giờ chính xác được khi các bạn kiểm tra như này. Các bạn thấy không? Rất là bẩn. Tiếp theo chúng ta di chuyển sang phía sau của xe để chúng ta kiểm tra phần gầm. Ở đây thì các bạn nhìn một lần nữa phía bên trong của hai giải xích xem có dầu, có rò rỉ gì hay không, có điều gì bất thường hay không. Tiếp theo là các bạn xả nhìn vào khoang bơm. Khoang bơm ở bên tay trái của các bạn ấy, các bạn nhìn lên xem là có bị dầu rò rỉ khoang bơm hay không. Khoang động cơ cũng như vậy, ở phía dưới, cũng như là các bạn xả khí, xả đáy thùng khí, bình khí, bình chức năng khí các bạn xả ra để cho cặn nước ra, cũng như là xả dầu nhiên liệu. Như vậy chúng ta cùng thực tế, chúng ta nhìn của khoang dưới của động cơ xem có dầu rò rỉ bất thường không, khoang bơm đó, cũng như là hệ thống van điện có gì bất thường không. Chúng ta xả nước, dầu nhiên liệu. Bây giờ chúng ta xả. Đó, các bạn thấy không? Tiếp theo các bạn kiểm tra ở phần bên tay phải máy của các bạn, ở phần gầm xích.
các bạn đi từ phía dưới đi lên. Đầu tiên các bạn kiểm tra dầu chuyển động cuối xem là có do gì dầu hay không, ga lê đỡ, ga lê tì ở bên trong cũng như bên ngoài, dầu có bị dầu dò ra hay không. Đấy. Rồi là độ giải trùng của xích có bị trùng hay không. Nếu trùng thì các bạn cũng phải bơm thêm, mà căng thì các bạn phải xả ra. Tiêu chuẩn thì là lớn hơn 30 mm thì là trùng, mà nhỏ hơn 30 mm thì là căng. Đây, nếu như các bạn mà kiểm tra sát bên phải mà bẩn như thế này ý, thì cũng không thể chính xác được. Đấy, các bạn chú ý, các bạn phải làm vệ sinh cẩn thận. Sau đó trong phần dưới rồi ý, chúng ta lên khu vực ắc quy để chúng ta kiểm tra. Tiếp theo các bạn ở kiểm tra phía dưới xong rồi thì các bạn lên trên phần phía trên để các bạn gì kiểm tra khu vực ắc quy. Nếu các bạn đứng ở bên tay trái của các nếu các bạn đứng ở bên tay đứng trước xe ấy, thì nó ở bên tay trái của các bạn đó. Các bạn lên các bạn kiểm tra khu vực ắc quy, thì các bạn khu vực ắc quy này các bạn kiểm tra cái gì? Các bạn kiểm tra nước ắc quy, đầu bò tắc kê, bu lông tắc kê có bị long lỏng hay không, khu vực này có bị bắt bẩn hay không, bụi bẩn hoặc là những rẻ bẩn các bạn cũng phải loại bỏ, nguy cơ gây cháy. Tóm lại như vậy, cũng như là lỗ thông hơi của ắc quy xem có đạt yêu cầu hay không. Sau đó thì các bạn sẽ chuyển sang cái khu vực, đó là khu vực bên cạnh của thùng ắc quy. Đó là cái khu vực bên cạnh thì các bạn kiểm tra mọi thứ bơm mỡ xem có vấn đề gì không, rẻ bẩn có vấn đề gì không. Cũng như là download dữ liệu, mục download dữ liệu có cổng download dữ liệu có bị bẩn hay không, có bị vỡ hay không. Sau đó các bạn sẽ đậy lắp lại và chúng ta đi lên phía trên để chúng ta kiểm tra. Bây giờ chúng ta thực hiện cái công việc kiểm tra này. Các bạn xem, như vậy khu vực thường thường các máy các bạn đang sử dụng thì nó sẽ bẩn như này, đúng không ạ? Như vậy là các bạn phải đi vệ sinh rồi tháo nút ra, các bạn kiểm tra đấy, mặt lượng nước đấy như thế này là đạt yêu cầu. Nước như này đạt yêu cầu, nhưng mà bề mặt thì bẩn. Đấy, các bạn nên lấy rẻ sạch để các bạn lau. Đây các bạn nhìn đây. Đấy, kiểm tra các bạn có thể bỏ cái đầu này, các bạn kiểm tra xem nó bị có lòng, bị vô ve, lâu ngày nó bị bẩn hay không. Đó. Đấy. Các bạn nhìn đấy nhá, rất là đúng không ạ? Đây là cái công việc kiểm tra ở cái khoang bơm mỡ. Đấy, các bạn nhìn thấy không? Máy của bạn thường các bạn những bẩn như này, thì vậy các bạn cũng lên thỉnh thoảng vệ sinh cho nó sạch sẽ ở cái khoang bơm mỡ này. Mục tiếp theo chúng ta kiểm tra dầu quay toa, là nếu như thiếu chúng ta bổ sung thêm. Các bạn mở lắp dầu quay toa ra để chúng ta kiểm tra. Công việc kiểm tra dầu quay toa, đây các bạn nhìn này, rút ra nhá. Đấy, như thế này là yêu cầu. Rồi giữa này. Đó. Kiểm tra xong thì chúng ta lại đẩy vào. Ta kiểm tra dầu quay toa xong rồi thì chúng ta đi lên khu vực phía trên turbo. Sau khi các bạn kiểm tra xong phần dầu quay toa hộp 1 rồi ấy, thì các bạn chuyển sang đến kiểm tra dầu quay toa ở hộp 2 phía trên. Đó. Ở đây các bạn kiểm tra tương tự như là hộp quay toa ở phía dưới. Nếu các bạn thiếu thì các bạn bây giờ chúng ta thực hiện cái công việc kiểm tra dầu quay toa thứ hai ở phía trên. Đây các bạn rút ra, các bạn cũng kiểm tra như vậy là đạt yêu cầu, thì chúng ta đẩy vào nếu thiếu. Bước tiếp theo chúng ta kiểm tra cái mức nước rửa kính. Các bạn mở phía nắp ở bên trái của xe ra, thì chúng ta sẽ nhìn thấy cái bình nước phụ của chứa nước rửa kính. Các bạn kiểm tra ở giữa hai vạch mức cao và mức thấp thì là đạt yêu cầu, còn thiếu thì các bạn bổ sung thêm. Nhớ các bạn nhớ là chỉ có bổ sung nước làm mát chứ không được bổ sung các nước ở bên ngoài, ví dụ là nước mưa hoặc nước suối, các bạn tuyệt đối. Tiếp theo các bạn kiểm tra khu vực động cơ. Ở khu vực động cơ các bạn mở lắp capo ra, các bạn sẽ thấy ở đây các bạn kiểm tra nhìn tổng thể bằng mắt thôi, xem có dầu có dò dỉ gì hay không, dầu nhiên liệu, dầu bôi trơn, khu vực máy có vấn đề gì không, kiểm tra dầu động cơ xem có đủ hay không bằng các rút thước que thăm ra, cũng như kiểm tra lọc tinh, lọc thô,
xem có nước ở phía dưới rồi chúng ta xả đi, kiểm tra dây cu loa, máy phát, cũng như là dây cu loa của máy lốc điều hòa, xem có trùng có gì bất thường không, thì chúng ta cũng kiểm tra. Các bạn mở phanh bên cạnh ra, tiếp ở bên buồng bên cạnh, bên tay phải của các bạn ấy, nếu các bạn đứng ở phía sau các bạn nhìn lên thì các bạn thấy là kiểm tra cả lọc tách nước, xem có lọc tách nước ở dưới có nước không thì chúng ta xả đi, đúng không? Kiểm tra lọc khí, xem có hiển thị bụi, nếu như mà bụi có bẩn thì chúng ta cũng phải đi vệ sinh, sau chúng ta reset lại. Rồi kiểm tra dầu giảm chấn, xem là có đủ hay không. Đó, ở khu vực này các bạn thì cần kiểm tra như vậy. Bây giờ thì chúng ta sẽ thực hiện công việc kiểm tra này. Đây là máy, bây giờ bạn kiểm tra cho tôi, bạn rút cho tôi ra. Đây, các bạn kiểm tra xem là như này có được không. Như vậy được rồi đúng không ạ? Đó. Xong, kiểm tra xong thì các bạn đẩy vào cho tôi. Ok, như vậy là xong. Các bạn như vậy là xong. Thực hiện thao tác kiểm tra dầu giảm chấn. Chúng ta cái thực hiện cái công việc kiểm tra lọc tách khí, nếu như mà lọc của nó bẩn ý, thì cái màu vàng này nó sẽ chạm màu đỏ như đây, các bạn nhìn thấy không? Đây trong trường hợp này là lọc bẩn đúng không ạ? Thì chúng ta phải đi vệ sinh. Vệ sinh xong thì chúng ta sẽ ấn reset lại. Chúng ta ấn được cái nút màu vàng ở phía trên ấy. Đó, bây giờ cái tôi ấn nhé, ấn thì các bạn sẽ nhìn thấy là nó sẽ phọt lên. Đó. Ấn như vậy nó đã lên rồi đúng không ạ? Đấy, sau khi vệ sinh xong thì đèo khí thì chúng ta sẽ làm thao tác như vậy. Sau khi chúng ta kiểm tra xong cái phần động cơ phía trước ấy, chúng ta ra là phía sau. Chúng ta mở cái nắp ở phía sau ngoài cùng của động cơ ra, chúng ta kiểm tra phần turbo. Đấy, xem là có rẻ hoặc là những chất gây cháy ở xung quanh turbo hay không. Đấy, các bạn phải đi loại bỏ, cũng như là phần động cơ cũng như vậy, kiểm tra lại một lần nữa, nhìn bằng mắt xem dầu dò gì thì còn đây là cái công việc thực tế mà chúng ta mở phía sau lắp của động cơ ra, chúng ta sẽ nhìn đúng không ạ? Đây là phần turbo ở bên tay phải các bạn. Các bạn nhìn tổng thể xem có rẻ rất nhiều mà ở trên này không, có thì các bạn phải loại bỏ, cũng như là những dầu dò gì gì không thì chúng ta cũng phải loại bỏ. Sau khi chúng ta kiểm tra buồng bơm xong rồi thì phía sau của động cơ rồi thì chúng ta đậy vào và đóng lại. Chúng ta kiểm tra lại một lần nữa tổng thể tất cả các ở đường ống, rắc lối, xem có bị dầu dò gì gì không. Sau đó thì các bạn có thể kiểm tra nhìn lên phía trên của cần buồng xem có dò gì gì dầu không. Trước khi chúng ta đi kiểm tra, các chúng ta theo cùng kiểm tra nhé. Các bạn nhìn lên ở phòng quay toa, ống tiến lên phía trên cần boom. Đó, nhìn bằng mắt thôi, xem có điều gì bất thường không, dầu mỡ ngắm không. Như vậy là ok ạ. Như vậy tôi đã trình bày xong với các bạn là quy trình kiểm tra đầu ca cuối ca phần 1 của xe máy xúc thủy lực PC850-8 hoặc 800-8 hoặc 850-8R1, chúng đều tương tự như nhau. Nói chung series từ PC800 đến PC850-8 hoặc 8R1. Mọi đóng góp ý kiến các bạn có thể gửi về địa chỉ noi.comosuvietnam@gmail.com, hoặc các bạn cũng có thể viết comment ở phía dưới. Mời các bạn đón xem video phần 2 về quy trình kiểm tra đầu ca và cuối ca, cũng như là chế độ vận hành, bảo trì, bảo dưỡng của xe máy xúc thủy lực PC850-8 của Komatsu.